Hai bà này đi đâu? Giờ này vẫn chưa về. 12 giờ rồi mà chưa có cơm nước gì cả, khổ thân tôi. Thế mày có biết mẹ mày đi đâu không? Con không biết, nhưng mà tí nữa kiểu gì mẹ chẳng về. Mà có mẹ về kiểu gì cũng bất ngờ cho bố mà xem. Bất ngờ cái gì đấy? Ham mua cho bố cái gì à? Con không biết, tí nữa bố về mà xem. Con biết đâu được. Mà tôi có dặn bà ấy mua cái gì đâu nhỉ? Thế bất ngờ, bất ngờ. À cái kìa, đây này, về đây này. Hai bà đi đâu mà cứ đeo khẩu trang suốt cả ngày này. Hai bà đi hết sao? Covid rồi. Hai bà đi xăm mẹ làm gì đây? Ui dồi ôi, ai xăm môi cho mẹ này? Ui dồi ôi. Ui giỏi khiếp. Ai xăm môi cho hai rồi, bà này? Rồi, ôi. Chết. Thế ông nhìn không thấy đẹp à? Đẹp cái gì? Hai chị em đi hai đẹp bà. Thế này khi được đi xăm môi. Bây giờ hai cái bà như hai con đỉa trâu nó vắt lên kia kìa, sưng mút lên rồi kia kìa. Bây giờ phụ nữ làm đẹp bây giờ, ông ấy bảo thế, ông cỏ thật. Để xăm cho nó đẹp. Thế trong hai bà này, ai đầu tư? Chẳng ai đầu tư, cứ giùm nhau đi. Thế là em đầu tiên, em rủ chị đi. Rồi ôi khổ lắm. Chị bây giờ con trông có tuổi rồi, giờ thì làm cho chị đẹp để ông đỡ bỏ hai chị em này. Tôi chứ không có ông đi nào, đâu cái tôi sao? Đâu có bỏ. Ai biết đâu được. Tôi phục vụ hai bà đã mệt rồi. Thôi bỏ. Thôi thế này, không nói nhiều. Một là một, hai là hai. Hai bà ra cái quán vừa rồi bảo nó xóa nó đi cho tôi. Thôi rồi. Bố bây giờ xây bây giờ mồm bèo hết lên ăn được, không ăn được ông mày bảo đi sao gì? Không xóa được, không xóa được, người ta làm được thì người ta phải xóa được. Cái này chỉ đợi cho nó bong ra thôi. Ôi, nhanh đến chỉ 3 ngày thôi bố còn lo. Thì bây giờ tôi biết làm sao đây. Tôi không được con biết gì cả. Mẹ ơi, thua xong ở đâu mà xung tàu mồm lên này. Bây giờ mồm tôi đã nhớ hết rồi. Làm đi, đi làm cái quán sao sao tí, làm cho đảm bảo, làm mấy bà quán linh tinh ngoài cầu cơ. Chắc là các bà lại làm mấy cái quán đồng nát đây gì. Tôi ngồi thì tôi về, tôi không biết từ đâu cả. Rồi giờ ơi. Chị đi, hai chị em đẹp mình, làm đẹp mình. Làm cho nó xinh, ừ. Môi cho nó vèo. Hai chị em làm đẹp mình. Ngồi vèo. Các bà không lên Hà Nội mà làm. Ui, ở đây cũng đầy đủ. Bà cần mấy tiền đây. Mà lên Hà Nội á. Sao bây giờ bảo đi lên Hà Nội. Mà đi Hà Nội. Ra tiền đến đâu bây giờ. Các bà thì muốn làm đẹp. Để muốn là giữ bố không còn đi đâu được nữa. Đúng thì rồi. Các bà định làm kiểu đó chứ gì. Đúng rồi. Thôi được rồi, đợt này tôi sẽ cho các bà lên đấy làm. Rồi. Mà tốt nhất là thôi, các bà giờ phải tính toán nào đi. Còn xăm lông mày nữa. Hay là thôi thì anh thôi, cho thôi, hai thôi, bà xăm lông mày nữa. Thôi. Xăm môi đã chết tôi rồi. Còn xăm lông mày nữa thì lại chết. Tôi mất luôn là tôi không còn sống được nữa. Anh đẹp chứ sao bố. Bây giờ nữa gì nữa tươi tắm. Nửa tháng ôi, sau nó khô mồm, nhưng mà, đi đẹp mồm nó lên. Tươi tắm nó sinh ra đấy. Không đến nửa tháng đâu, thôi. Chỉ mất 5 hôm mà cùng anh thôi. Mang tiếng đi về đây, mà mình anh hai vợ. Nhưng mà vợ già cũng có, vợ trẻ cũng có. Mà bây giờ muốn đoàn kết này phải làm cho hai vợ đẹp. Thế mới được chứ. Thì cơ bản hai bà hòa thuận với nhau là tôi là mừng rồi. Tôi không cần làm đẹp. Mà hai bà như thế này tôi càng yêu. Đúng, phải làm tôi đẹp càng quý. Phải làm đẹp người ta mới bảo đấy cái ông hai vợ mà chiều hai vợ. Đấy, hàng xóm đấy. Người ta lại khen chứ, người thích. Chiều hai vợ chứ thế. Các bà bây giờ nói cũng không biết như nào nữa rồi. Đấy còn không thấy đẹp mà đến đi bảo như hai vợ này này. Đẹp nhưng mà còn làm gì nữa. Già vẹ rồi còn đẹp cái gì nữa. Già thì già cũng phải đẹp chứ. Già võ rồi. Bố đi được với bà hai kiểu gì bố chả đi với bà ba. Không à, có đâu. Con gái đấy chưa? Bố giờ hai bà rồi. Bố mệt rồi. Bố là biết mệt. Có khi lại nhiều ở ngoài đường ấy chứ. Không chết rồi. Ông ấy bà bốn vợ. Đấy. Bà chỉ nói mệt. Đấy. Không khéo mấy đứa lại dẫn thêm bà nữa rồi. Đấy. Không có đâu. Đấy là không có đâu. Đấy là chị cả chị bà nói nhá. Đến lúc bây giờ là gì? Em mày không biết đâu. Không có đâu. Đây. Tôi bà có bà hai đã có thằng khu chống gậy cho tôi rồi nên tôi yên tâm rồi, bà cứ yên tâm. Chưa chắc không đâu, gì. Chưa chắc đâu. Ba thằng chống gậy mang về nữa gì thôi nhỉ? Không có đâu. Đấy. Không biết đâu. Bây giờ còn sống còn lâu còn chưa biết được. Thôi không nói dài dòng gì cả. Thôi các bà đã chót như vậy rồi. Thôi. Lần này là đầu tiên tôi bỏ qua. Lần sau các bà mà muốn đi làm cái gì bà phải hỏi ý kiến tôi ấy nhá. Ôi. Tôi đồng ý thì các bà mới đi, hiểu chưa? Hỏi ý kiến bố thì chắc gì bố cho đi mà. Hai tháng nữa lại đi xăm lại nó đẹp nữa. Ôi trời ơi, con chết tôi không. Rồi đỡ lại đi tiếp. Nên nó đẹp mà. Đi dặn dặn thôi. Ôi ôi. Xăm là xăm ba nữa ông ạ, để đẹp cho chị đẹp xăm ba nữa cơ. Xăm ba ơi. Tiền đâu mà đi xăm ba. Xăm ba nó mới trắng này. Đi xăm ba. Xăm ba. Xăm cái gì xăm ba thì có xăm ba.
thôi, sờ ba là người thôi. Thôi. Sờ ba ông sờ đi xăm mồm này. Thôi thua với mẹ vào nấu cơm đi. Chị em mình đi nấu cơm đi cho ông ấy, hôm nay đói rồi, hôm nay ông ấy đói mần mẻ rồi, ông ấy rất đi đâu cứ tưởng đi làm cái gì, mua cái gì, hóa ra đi xăm môi. Cảm đẹp.